Dạ vâng, em Phượng xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Nhật Bãi Lục Phượng của em ạ. Vâng, các bác đang xem video thì nhớ ủng hộ cho Phượng một nốt kênh đăng ký, một like, một chia sẻ để mình luôn nhận được những thông báo sớm nhất về những video Phượng đăng lên hàng ngày ạ. Vâng, bên em Phượng thì có rất là nhiều mã mặt hàng các bác nhé. Bếp ga, rồi quạt, rồi đó, bếp ga từ rất là nhiều mẫu mã, bếp ga mini, bếp ga từ mặt men, mặt sơn, mặt men đến mặt kính, mặt đá này, đó rất là nhiều mẫu mã. Các bác cần liên hệ mẫu mã nào, mặt hàng nào, giá tiền như thế nào thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em Phượng là 0334300810 hoặc Zalo 0334300810. Khi các bác cần những mẫu mã mặt hàng nào với giá tiền như thế nào thì cứ liên hệ Zalo với em sẽ chụp mẫu và báo giá sau cho các bác nhé. Hôm nay thì trực tiếp em lên hai mẫu bếp thương hiệu Zinai đời khá là cao này, đời 2022 cả nhà nhé. Một con phím nhấn này và một con phím vặn này, đó để cho mình lựa chọn ạ. Em lên hai mẫu đời như nhau và khác phím nhấn và phím vặn nhé, cho các bác mình lựa chọn. Các bác thích nhấn thì các bác lấy phím nhấn, mà các bác thích lấy phím vặn thì mình lấy phím vặn nhé. Đó, cho các bác lựa chọn. Thì đầu tiên em đi với con bếp phím vặn này. Đó, thì bếp thì đều dùng đôi pin này đánh lửa cả nhà nhé. Khi mà em Phượng giao hàng cho các bác thì em Phượng sẽ tặng cho các bác mình đôi pin này ạ, để các bác nhận hàng và nhận thử hàng cho em luôn nhé. Đó, hàng thử cứ ok thì các bác nhận hàng cho em ạ. Và đối với cái dòng bếp nấu thông thường thì có lò nướng một tầng lửa nhé. Đó, đời cao, lò khay nướng, vị nướng đang rất là đẹp cả nhà nhé. Nó rất là đẹp luôn ạ. Thì em sẽ cho các bác xem con nướng này. Con nướng của con này cực kỳ là đẹp cả nhà nhé, rất là đẹp, bên trong là đều là inox luôn nhé. Hàng về thì em vẫn chỉ có vệ sinh sạch sẽ thôi ạ, còn bên trong thì là nguyên bản, hàng của Nhật luôn ạ. Nội thất của bếp thì nguyên bản ở nhà nhé. Con này vì đường trước, mặt đường trước đang còn rất là ok luôn nè. Đó, và mặt trên này màu trắng sữa nhé, màu trắng sữa cả nhà, rất là đẹp. Hai con bếp hôm nay em lên đều màu trắng sữa luôn nhé. Đó, đối với cái bồn chia lửa này cực kỳ là đẹp luôn này, cạnh xin lửa đang còn rất là sắc nét cả nhà nhé, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng đã qua sử dụng rồi mà các bác nhìn này, cạnh chia lửa quá là sắc nét. Với cái cạnh chia lửa sắc nét thì chia lửa đều và lửa lên rất là xanh nhé. Đó, hàng đun đốt rất là đẹp luôn này. Đối với cái dòng bếp Nhật thì em Phượng thường ngày lên video, nó thường có chức năng chống cháy nồi, dò dỉ ga cái nhà nhá. Đó, cảm biến chạm đáy nồi đo nhiệt độ và nó sẽ tự động tắt lửa khó ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi làm tắt ngọn lửa cũng khó ga và nước trào làm tắt ngọn lửa cũng khó ga cả nhà nhá. Vâng, thì con này thì em đang bán với giá 2.800.000 đồng nhá, đời 2022, đời khá là cao luôn nhá. 2.800.000 đồng. Đó, con phím vặn này. Và em đi tiếp con phím nhấn này. Bác nào ưa phím nhấn thì lấy phím nhấn cho em nhé. Đối với dòng phím nhấn thì mình điều chỉnh ngọn lửa bằng cần gạt. Đó, và dòng phím vặn thì mình vặn theo chiều của phím vặn nhé. Đó, cũng dùng pin đánh lửa này. Hay những loại nướng này cực kỳ là đẹp luôn cả nhà nhé. Đang rất là mới luôn ạ, mới choang luôn bên trong này. Đó, bên trong rất là đẹp luôn ạ. Mặt của bếp này, mặt của bếp con này thì nó hơi bị lỗi nhỏ một chút, chảy sơn ở đây các bác nhé. Bên em đã chấm dặm hoàn chỉnh ạ. Nói chung là đang còn rất là ok luôn ạ. Mặt của bếp thì không có bị chảy sơn này, chỗ nào nữa này, cái bong chóc này. Mặc dù là bếp dùng bên dưới lò nướng rất là nóng nhé, nhiệt lên trên rất là cao, nhưng mà hàng đã qua sử dụng rồi mà các bác nhìn xem, mặt đang còn rất là ok luôn nhé. Đó, đây họng bếp đều đẹp luôn, vệ sinh sạch sẽ rồi. Hàng bên em giao cho các bác đến tay các bác thì các bác chỉ có phải cắm dây ga và mình sử dụng thôi nhé. Đó, khi giao hàng cho các bác thì bên em còn có gắn số kỹ thuật vào đằng sau bếp đây nhá, đằng sau bếp đây, để cho mình khi mà sử dụng bếp vấn đề gì thì mình cứ gọi vào số kỹ thuật này thì bên em sẽ có kỹ thuật tư vấn cho các bác nhá, hỗ trợ tư vấn. Và sẽ cắm dây ga như thế này,
dùng dây ga bình ga Việt Nam thôi nhé. Rất là đơn giản luôn. Và em sẽ thử cái chức năng chống cháy nổ của con bếp này cho cả nhà mình xem nhé. Đó. Hôm nay em lên hai mẫu bếp thì em sẽ thử cái chức năng chống cháy nổ một mẫu thôi cho anh bác nhé. Đó, khi mà giao hàng cho các bác thì em sẽ thử đầy đủ các chức năng. Đó, hàng ok thì em mới gửi hàng lửa lên. Quá là đẹp, không thấy ngọn lửa luôn nha. Đối với cái dòng bếp Nhật lửa xanh không thấy ngọn lửa các bác nhé. Đó, nhiệt nó rất là cao luôn. Đó, dòng bếp Nhật nhiệt cực kỳ là cao, nấu rất là nhanh các bác nhé. Nhanh thì nó không bị tốn ga. Hơn nữa là bếp Nhật thì nó là xanh ga thì tiết kiệm được ga nhé. Đó, nó rất là ok luôn ạ. Tiết kiệm được ga lên tới 30% ga cho nhà mình đấy các bác. Đó, thì các bác tham khảo, chắc chắn là có nhiều bác tham khảo nhiều video rồi đúng không ạ? Không những mình kênh của em Phượng bán mà còn rất là nhiều bạn bán, rất là nhiều kho của các bạn nhé. Thì các bác cứ tham khảo xem ở chỗ nào mình có thể mà tin tưởng được thì mình mua cả nhà nhé. Mình có đặt niềm tin được ở chỗ nào thì mình mua, mua ở chỗ nào thì cũng mất đồng tiền các bác ạ. Đó, mua ở chỗ nào thì cũng mất tiền, mà trước khi mua thì mình có thể tham khảo. Đó, cảm biến cực kỳ là ok luôn này. Đã tắt lửa rồi các bác nhá. Bếp bên trái em đã tắt lửa, quá là ok luôn. Bếp bên phải đây, các bác có nghe tiếng còi ạ? Đó, tiếng còi tít tít là tắt lửa là khó ra. Đối với cái chức năng chống cháy nổ của con bếp này quá là ok. Đối với một cái dòng bếp đầy cao như thế này thì các bác nấu cực kỳ là ok luôn nhá. Vừa bền vừa là rất là đẹp luôn. Đó, tắt lửa luôn nhá. Vừa mới tắt lửa mà em thử lửa không lên cả nhà nhá. Quá là ok luôn. Đó, con bếp này thì em đang bán với giá 2,8 triệu này. Hai con đều tiền giá như nhau nhá, đời như nhau, đời 2022 luôn. Và màu trắng sữa cũng như nhau luôn. Đó, để tùy các bác mình lựa chọn phím nhắn và phím vặn nhá. Còn hàng bên mặt hàng bên em thì rất là nhiều mẫu mã mặt hàng. Đó, rất là nhiều, đa dạng bếp ga. Thì tùy các bác lựa chọn ưng mẫu nào thì mình chốt nhé. Em Phượng sẽ xin được kết thúc video tại đây. Em rất cảm ơn các bác đã đồng hành hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo của em ạ.